Hồi mà bài Manh Bố Trặn ra cô thấy quá mệt, nhưng mà tới chừng gối là gối ghiền luôn các bạn. Các bạn thấy trong nhân dừa đậu xanh đậu phộng không? Xin chào cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Hello, chào cả nhà. Trời ơi, bây giờ mình sẽ nhúm lửa nha các bạn. Bữa nay làm như ở chỗ mình có bão hay gì á, sấm chớp rồi gió, bây giờ mới là mưa nè. Bây giờ mình sẽ nhúm cái bếp củi của mình lên, mình sẽ nấu đậu xanh. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ trải nghiệm một ngày làm bánh ít nha. Bánh ít nếp xào. Trời mưa ghét là nhúm cái lá dừa nó không cháy luôn. Phải đập như vậy á, cho nó tơi tơi cái lá ra, mình đốt nó sẽ mau cháy hơn đó mấy bạn. Đó, thấy chưa, kinh nghiệm. Rồi mình để vô đây, lấy củi để lên. Nhóm lửa chưa bao giờ là khó đối với mình hết. Yeah, 300g đậu xanh mình đã ngâm nước rồi. Bây giờ mình sẽ để lên nấu cho nó nở búp búp, lần mình làm cái nhân bánh ít nha. Ở ngoài thì trời mưa găm găm, còn ở trong nhà thì bếp lửa khói lên nguy ngút, trời ơi mấy bạn ơi, muốn xỉu, muốn xỉu, muốn xỉu. Tao tán một cái rồi. Gì nữa à trời. Mình sẽ ra ngoài mình làm công đoạn tiếp theo nha. Mẹ mình ngâm cho mình ở đây là 1 kg nếp này nha mấy bạn. Nếp này là nếp mập mập không à, giống như là nếp sáp vậy đó. 1,5 lít màu gốc này nha mọi người. Đậu phộng xong rồi á, mình đâm nhuyễn ra giống vậy rồi mình sẽ để qua một bên nha. Giờ mình sẽ cho miếng nước vô đây, mình thắng đường, cho 200g đường vô. Để cho cái dừa nãy mình nạo vô nha. Mình sẽ xào lên. Đó, xào lên giống vậy nè mọi người, cho nó thấm vô nước đường á. Dừa của mình nó trong trong lại giống vậy rồi nè. Bây giờ mẹ mình sẽ cho đậu xanh hồi nãy á, mình nấu lúc đầu tiên á, mình nấu vô nè mọi người. Nấu cho nó búp búp như vậy là ok nè. Rồi mình cho vô đây mình xào. Trời ơi, cái nồi nhân này của mẹ mình chắc 1 kg mấy quá mọi người ơi. Rồi chút mình bỏ đậu phộng vô hả mẹ. Chờ mẹ mình sẽ cho đậu phộng vô nè mọi người. Đậu phộng á, mình đâm nhuyễn ra vậy nè, cho vô cho nó thơm nha, nó ngon. Đó, xào một hồi á, thì dừa với lại á, đậu xanh của mình nó cũng đã kết dính được cái nhân giống vậy nè mọi người. Đây nè mọi người, mình sẽ tắt bếp nha, để cho nó nguội mình sẽ vo cái cục tròn. Nhìn giống tiết canh quá ha. Rồi mình sẽ xào nếp nha mọi người. Xào lên vậy nè mấy bạn. Cho vô một tí xíu muối nha mấy bạn. Cho vô 2 muỗng đường nữa nha. Để đổ bột năng vô trong cái nước gấc còn lại nha mọi người. Ký nếp 1 kg bột năng nha các bạn. Còn thêm nửa ký 50g nước cốt. Nửa lít nước cốt nha. Quá trời màu thành son. Cái chảo nó nhỏ quá, bây giờ mình với mẹ đổi qua cái nồi xào rồi nha mấy bạn ơi. Bạn thấy nhà mình có gốc mình sang không? Mình làm một trái gốc luôn đó. Đó, nó dẻo giống như vậy nè. Đó, dít mà không kèm lại là nó rớt xuống đất luôn á. Đó, nó dẻo giống như vậy là ok nha. Nó bụng không? Giờ về á. Ăn gì? Ngày mẹ nấu hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu xương. Trời ơi, tay này bao tay xịn. Trời ơi, cũng nóng dữ rồi. Trời ơi, bự dưới nha. Trời ơi, vậy sao vô được cái lá của mẹ? Trời ơi, không biết sao nữa này. Thử phải gói nha, nhỏ thôi. Thử rồi. Móng lét nè. Quá trời bự rồi. Xe quẩn coi. Quá dễ gói luôn.
xịn sò luôn. Ghê vậy, ghê vậy. Rồi để cô Tư gói nha, con gói tới đây rồi đó. Tự nhiên để vô trong cái hào dầu. Rồi sao? Thì con bắt cho mẹ rồi nè. Uh-huh. Mẹ chỉ cần gói thôi. Trời, tao làm cục quá sẽ. Rồi, được rồi, vừa luôn á. Rồi cái bánh tích của mẹ ăn chắc xỉn mẹ. Cái bánh tích của bự bằng cái móng tay. Bự, nói chuyện đừng cà làm coi. Bự bằng tay. Ừ. Bự. Nghe tao mệt luôn á. Trời, lâu gói quá không nhớ mẹ ơi. Cô báo quên à. Lâu quá không nhớ. Đúng rồi đó, con thấy mày gói vậy đúng rồi đó. Bên đó thì dặn vô. Vô mình một lần nữa. Rồi vậy đó. Rồi. Bên đây được rồi. Chưa nhọn mấy nha. Mới gói cái này tạm ổn mà các bạn. Chưa nhọn mấy. Cái này có người đem nhỏ hơn của mẹ nè. Trời ơi cái cục này. Người ta hay gói đem dỗ á. Phân nửa cái này à. Một cục bột gỡ ra lò vô hầu ăn luôn á. Còn mẹ mình làm là cái siêu to khổng lồ. Người ăn một cái là no nha. Đây người đó là con chậu vô cho. Mở chưa? Ăn miếng nào. Vừa đó, cái này vừa hơn cái nãy nè. Cái thứ hai đó đỡ chưa? Lá bự là gói ok luôn. Quá ngon. Quá đẹp rồi. Đẹp á. Lá nhỏ này gốc này nó còn ra dầu nữa. Khoan nhà ở ngoài. Nó khoan cái nhà người ta ở ngoài. Rồi khỏi thay dầu cũng được. Gắt hàng chút ra chút lút. Hấp ra tụt lút luôn á. Tới giờ mẹ chưa làm bánh tét gấc. Tết thì làm bánh tét gấc thôi. Cái lá của mẹ nhỏ. Cột xuống con. Ngon không ăn ghiền vậy? Ngon.
ơi, xì xì. Khi lên bản sữa coi coi. Lên. Trời ơi. Lấy bao tay lại đây nặng nè. Làm gì thèm dầu ăn hả? Có thèm dầu ăn không? Không. Đã đã như xì lam vậy. Xịn chưa? Quá xịn luôn. Nó cũng ra dầu vậy. Cái gốc này nè. Nè nó ra tinh dầu đỏ tay luôn. Đúng rồi. Trời ơi đừng quẹt phải không? Dầu không? Quẹt dầu chứ. Không? Không. Trời ơi trời. Cô ơi. Dầu nó ra con mặt. Chét dầu vô đít luôn á. Có thằng Trung thôi, dạo thế thôi. Trung mua cái bằng bào á. Đá bào đợi nè. Thầy nè. Không biết mình có bệnh nè. Đây nè, bữa nay con giờ mày nè. Có ở nhà thì nó không có vô. Rồi sao? Thôi. Sao ăn? Sao ăn? Không, con cũng không biết nữa. Mày ăn trước nữa đi. Không, đợi. Đợi ai? Đợi anh Trung vô, ăn chung cho vô. Anh gì? Anh chứ, Trung là gì? Em mà. Sao em? Trung là chạy dây em mà. Con là bà Trùm mà Mafia. Bà Trùm gì? Ông Trùm. Ông Trùm Mafia. Internet. Con cháu cô, con xin giúp cô. Ta 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 ông bà 86. Cô Tư mãi đỉnh, mãi đỉnh. Chút cái tao ta tấm lá này rách luôn rồi. Kìa chút gì không? Chút gì kỹ bố? À bé, con cũng bé. Chắc cái khúc mà nghe internet đó. Nguội nóng gì nó cũng dễ làm hết đó mẹ ơi. Mẹ đừng có sợ nó nguội mà không gói được. Nó nguội mới dễ gói. Đó, nó rộng mà dễ ghê. Trong ruột cũng có. Giờ xem lá bự chút. Mình mốt cút phân này. Mốt tới màu xanh lâm dứa hả gì? Hả mẹ? Ừ. Thiệt là nhiều màu. Mốt chồng mẹ làm nhân thịt trứng cút đi. Nhân xúc xích. À, có nhân xúc xích ơi, ngon á, ai chị bà. Xúc xích không? Nhân xúc xích. Đưa thay dầu đây. Cá ụp dữ hả? Nước vô rồi kìa, cá vô rồi kìa. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi còn trùng câu không? Hai con. Còn hai con bự mà nó hút. Biết sao mà để trùng mà nó không chết không? Sao? Để vô trong đá. Trời. Trời mà chửi trời, trời mà chửi tàn hình ấy vậy trời. Trời ơi con chai cung mà chửi. Trời ơi. Rồi chế một miếng nước vô rồi nó đông đá ra. Rồi gã đông ra là nó sống chứ. Được cưng cưng chứ làm gì à bà chửi. Trời là bà phải vô tay đầu chứ. Tàn hình luôn. À, chừng nào mới hấp được mẹ? Đầy sứng nè hấp. Đầy chưa? Rồi chừng nào mình mới có ăn? Mới mới ăn. Trời ơi. Tưởng giờ ăn liền hả? Chút ăn mẹ ơi. Hấp xong ngồi ăn. Lâu dữ hả?
Giờ này mấy giờ rồi? Giờ này 1 mấy giờ rồi. Trời ơi, vui, mới có ăn cha rồi, chứ còn dỗ mình lại chắc nữa. Con nó bụng quá, chắc con vàng làm tôi hộ rồi, con làm tô hủ tiếu coi. Nãy giờ chờ. Lâu á. Trời ơi, còn hấp lâu lắm ông cố ơi. Ờ, Phú về Phú làm tô hủ tiếu à. Đi đi con hủ tiếu đi. Dạ, tiếu á. Mới nói mưa mưa mà giờ nắng đẹp quá trời nè. Sáng không làm dữ thần luôn. Có kinh nghiệm rồi. Chứ phải rút kinh nghiệm chứ không lẽ không rút kinh nghiệm. Để cái mũi xéo qua góc không? Đó, xong mình xếp lại. Người ta xếp ba cạnh, mẹ xếp bộ đại hai cạnh. Xếp ba cạnh thì nó làm sao? Nó cao lên. À. Mình xếp hai cạnh nè. Thì mình xếp giống như gà bên ú hả? À, mình xếp như bên ít. Bên ít hả? Ba cạnh nó nhọn dữ. Biết sao ba cạnh không? Ba cạnh là do người ta làm cái cục ở trong nó nhỏ, người ta mới làm lên được ô như ô nhô lên ba cạnh. Còn cái cục ở trong nó bự, nhưng bự quá đâu có làm ba cạnh được đâu. Lúc sau rồi mẹ mình sẽ cho bánh nứt vô hấp nha mọi người. Ok luôn. Để mình gấp thử cái ra mình khui thử coi sao. Nè mấy chị coi giùm em coi là chín chưa vậy mấy chị. Nè wow. Ngon quá trời luôn, nó lên màu xuất sắc luôn á mấy chị. Trời ơi mẹ em gói khéo quá mấy chị ơi. Nóng quá trời nóng luôn á, nhìn ngon ghê không. Cô bò con thấy cái này dễ gói hơn cái hồi mùa dịch gói nha. Ha. Hồi mùa dịch gì mà nó trơn, nó trọt, nó chảy tới, nó chảy lui. Cô chào cả nhà, cô với Như hấp bánh xong rồi nè.
giờ để đây sáng rồi, sáng mình chăm mình chờ rồi cô mời các bạn mọi người ở đây cùng ăn với tôi nha. Ê cả nhà ơi, bây giờ thì đã vào buổi sáng rồi, mẹ con mình rất là háo hức để thưởng thức xem là cái bánh ít nếp xào này ăn nó sẽ như thế nào nè. Hello, chào cả nhà, các bạn con cháu trong nước nước chiều giờ đem ra thưởng thức nè, các bạn con cháu trong nước nước thưởng thức bánh dùng bánh lết với cô với Như nha. Yeah, mời mọi người cùng dùng thưởng thức chung với hai mẹ con nha. Nước trà vẫn nhét rồi. Chà quạo, chà quạo. Thì thôi anh nói thùng, y như bánh đú à. Đó. 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 Bạn thấy chưa? Này nhiều nếp nè, đẹp ghê. Nhưng quắc lên nhiều bánh nấu. Nhà dùng bánh ít với cô nha. Quá gói đầu tiên là gói nếp dày luôn các bạn. Các bạn thấy trong nhân dừa, đậu xanh, đậu phộng được không? Mời các bạn nha. Da nếp dẻo béo béo, đậu xanh bùi bùi, dừa rất thơm, đậu phộng rất thơm. Nếp này với bột năng rất dẻo là ngon các bạn. Còn cái nhân trong đó là đậu xanh với dừa rám á. Này cô gói quá trời nếp dày luôn nè, đó thấy chưa. Đậu xanh rồi đậu phộng. Bây giờ mình sang cái nhỏ nha. Đó, mẹ mình gói khéo tay cực kỳ luôn. Tưởng đâu bao nhiêu năm mà lục nghề nhưng mà không sao, hôm nay gói vẫn đẹp như ngày xưa. Đó. Cô gói đầu cô gói cái bự, sau đó cái nhỏ. Không có dính tay chút nào hết trơn á. Cái hộp nếp nó nổi cái gân lên nhìn đẹp quá ha. Trong... Gói vậy gọn thế nha. Dạ. Còn cái này quá trời bằng hai cái đó. Không, cái này cũng còn bự á. Cái này có cục. Theo này gói ra nhỏ gọn là hơn 50 cái. Đúng rồi. Cái này có ba mấy cái mà bự quá. Hồi hôm qua mẹ xé lá không được nhiều. Tính là 25 bánh thôi. Ừ. Bây giờ ra ba mấy bánh. Không, mẹ xé cái lá ít quá cho nên là gói cái bánh bự. Chứ mẹ xé cái lá nhiều rồi. Giờ gói cái bánh nhỏ. Gói kiểu này nhanh gọn lẹ. Thời gian rồi lâu. Mà mốt mẹ xé lá nhiều quá, gói cái bánh càng mỏng á thì hấp nó sẽ càng nhanh và nó hạn chế bị nín nín cái nếp. Nhưng mới mà, làm lần đầu cũng kết quả các nhưng bạn. Mà lần đầu tiên như vậy là cũng tuyệt vời lắm rồi nha. Quá dẻo. Hộp nếp còn nguyên rất trong nha các bạn. Cái bột năng á nó giòn thường thật luôn. Ăn chan như là bánh phu thê vậy á. Mà có nếp nữa. Ăn dẻo dẻo. Cái nhân thì ăn nó bùi bùi béo béo. Cái vị ngọt vừa phải luôn. Nhân dừa ngon quá. Này ôi xanh nhiều. Có người thích làm dừa nhiều. Cái này dừa nhiều chứ. Đậu xanh cũng nhiều. Mốt làm 200g đậu xanh. Nhà mình có gấc á, mẹ mình làm màu gấc nè. Nhà mình có lá cẩm, mai mốt mình sẽ nhà mẹ mình làm màu lá cẩm nha mọi người. Tính ra cái món này lần đầu tiên làm thì thấy nó cực thiệt luôn á. Nhưng mà giờ ăn rồi thấy nó cũng đơn giản rồi ha. Chứ hồi mà bài binh bốn trận ra là mình thấy quải luôn á. Các bạn thấy không? Ra lấy mới đầu gói cái nào thấy ghê không? Trời ơi, cái này làm 16 cái đầu là nó phải chẻn nè. Mở ra cho các bạn xem coi gói nè. Gói này như cái bánh đú. Gói này như bánh đú luôn các bạn. Trời ơi, mình đã gói nhỏ nhỏ rồi, mẹ mình kêu gói đại bự đi. Đó. Cô tối rồi, cô chiều rồi, cô kêu gói đại bự đi. Bự đi cho mau hết. Mau hết bột phải không nè. Các bạn thấy chưa? Đã luôn. Thấy chưa? Trong ve bà dè luôn, thấy chưa? Trời ơi, ăn miếng bánh cái uống miếng nước công nhận đã gì đâu á. Đó, các bạn thấy không?
không tuyệt vời, cái hột nếp nó còn nguyên trong bóng luôn ha. Dạ con biết rồi. Ừ. Mẹ biết gì không, mình nó ra dầu á. Ừ. cái này đụng lá chuối á nó trong bóng luôn. Ừ. Cái nếp nó trong bóng luôn mà nhìn cái hột nếp nó nổi quá trời nổi ha. Thấy chưa, nếu mà làm cái màu gốc nó nhạt lại cái hạt nếp nó còn nổi dữ nữa. Các bạn thấy ngon không? Không, các bạn chưa ăn được. Có khách tới mấy bạn ơi. Có khách tới. Nói chung là cái món mà bánh ít nếp xào này mình thấy rất là lạ đối với mình luôn. Không biết đây là đặc sản của tỉnh nào mà mọi người comment giúp mình nha. Nhưng mà mình thấy ngon và hả rất là hợp với gu của mình luôn. Mai mốt á, mình với mẹ sẽ làm nhiều màu hơn nữa, quay cho mọi người xem, mọi người có đồng ý không? Bây giờ khách của mình mắc cỡ rồi cho nên là không có quay clip được. Mình với mẹ xin tạm dừng video ở đây để mà mời khách ăn bánh uống trà nha mấy bạn. Nếu như mấy bạn nào yêu thích gia đình mình thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye.